một cách chế giễu và xúc phạm. In mockery and offensive ways. Thay đổi họ theo cách ta muốn. Train them in the way you prefer. Nhiều nhất có thể. As much as possible. Giữ lời hứa. Keep your promise. Một cộng đồng nhất định. A certain community. Luôn cảm thấy không hài lòng. Feel unpleased all the time. Không hài lòng với cha mẹ. Be satisfied with their parents. Hãy trung thực với sự thật này. Be faithful with this truth. Tương tác với người khác. Interacting with others. Kết quả học tập không như mong muốn. Unwanted academic performance.